Hello, đây là cái setup 2021 của Jason. Một góc quay, ba cái angle. How about that? Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Thì video ngày hôm nay chúng ta lại sẽ nói về camera, một cái vấn đề mà Jason nhận được rất là nhiều câu hỏi. Đã là năm 2021 rồi thì các bạn nên chọn những chiếc máy camera như thế nào? Có nên mua máy mới, có nên mua máy cũ, mua máy mắc tiền hay là rẻ tiền, full frame hay là crop? Rất là nhiều câu hỏi Jason nhận được. Nhưng video ngày hôm nay Jason sẽ chia sẻ với các bạn những cái ý kiến, suy nghĩ, trải nghiệm, kinh nghiệm cá nhân của Jason về những cái dòng camera, về những cái option, những cái sự lựa chọn mà Jason nghĩ là tùy vào công việc của mỗi bạn mà bạn sẽ biết cách để mình chọn cho mình một chiếc camera phù hợp. Alright, thì ngày hôm nay Jason sẽ chỉ nói về những cái dòng camera full frame và đặc biệt là chiếc Sony A73 của Jason, crop sensor Sony A6400 và action camera, một chiếc GoPro. Jason hiện tại bây giờ vẫn đang sử dụng GoPro 7, mặc dù người ta đã ra tới GoPro 9 rồi, nhưng Jason vẫn chưa tìm thấy cái sự cần thiết để mà upgrade lên GoPro 9. Với cái số tiền đó, Jason tiết kiệm để mà sử dụng cho những cái việc khác hay là mua thêm những cái thiết bị khác. Đi thẳng vào vấn đề, Jason sẽ chia sẻ với các bạn những bạn nào nên mua những cái dòng máy full frame camera, ví dụ như là chiếc Sony A73 như thế này. Jason không nhận được những câu hỏi ví dụ như là anh ơi anh đã mua A1 hay chưa, hay là anh ơi anh đã mua 7R4 hay chưa. Mặc dù các bạn biết là ở trên kênh YouTube này Jason nói về camera, về photography, về videography rất là nhiều. Jason đã có trải nghiệm với lại Sony A1 rồi. Vài tháng trước khi Sony A1 vừa ra mắt, ở bên Sony Việt Nam đã gửi cho Jason một cái body A1 để cho Jason trải nghiệm rồi, và sau khi trải nghiệm nó Jason rất là thích luôn. Thì lý do tại sao sau khi sử dụng trải nghiệm Sony A1 đó mà Jason vẫn tiếp tục sử dụng một chiếc Sony A73 như thế này, và hiện tại bây giờ Jason vừa mới mua một con A7S3 và đang quay cái video này đây. Với công việc của Jason, Jason là một professional photographer, professional filmmaker và cả là YouTuber nữa. Jason chụp wedding, chụp quảng cáo, Jason chụp mô tô này, Jason chụp xe, chụp sản phẩm, rất là nhiều thứ. Một chiếc camera full frame 24 megapixel đã là quá đủ cho những gì mà Jason hiện tại bây giờ đang làm. Thậm chí những người khách hàng lớn của Jason cũng chưa bao giờ có bất cứ một cái vấn đề gì về những cái tấm ảnh mà Jason chụp ra từ chiếc Sony A73 này hết. Và có cả những project professional họ trả cho Jason vài ngàn đô và Jason chỉ sử dụng Sony A6400 để chụp ra những cái tấm ảnh đó thôi, hay là quay video. Thật sự mà nói với các bạn, cái sự khác biệt giữa hai chiếc máy này chỉ là một con là full frame, cái sensor của nó to hơn, và một con là crop frame, cái sensor của nó nhỏ hơn một chút xíu, cũng đều có thể quay được 4K 24 frame, 30 frame và 1080 ở chế độ 120 frame. Tất cả mọi thứ đều giống nhau hết. Hệ thống focus ở trên chiếc Sony A6400 thậm chí còn ngon hơn cả ở trên chiếc Sony A73. Mặc dù giá thị trường hiện tại bây giờ Sony A73 vẫn mắc tiền hơn Sony A6400, nhưng cái vấn đề mà Jason đang nói ở đây đó là về skill, về kỹ năng, với những cái kinh nghiệm hay là những cái kiến thức mà Jason đã học rồi. Hiện tại bây giờ ở trong đầu của Jason, cái này là cái ngực, ở trong đầu của Jason, Jason đủ tự tin để cầm một chiếc Sony A6400 đi chụp ra những cái tấm ảnh professional, một cái tấm ảnh đẹp. Không đơn giản là nó là full frame hay là crop sensor, không đơn giản là có bao nhiêu megapixel ở trong đó, không đơn giản là cái color science ở trong cái camera, ở trong con chip. Quan trọng vẫn là bố cục, màu sắc, hướng sáng và tất cả mọi thứ các bạn có thể làm được khi sử dụng phần mềm Photoshop hay là Lightroom để mà edit cái tấm ảnh đó. Tất cả những cái điểm đó, những cái vấn đề mà Jason vừa kể ra thuộc về hai cái từ đó là kỹ năng, kinh nghiệm. Hãy đầu tư kiến thức thay vì dùng quá nhiều tiền để bỏ vào những chiếc camera như thế này. Nếu các bạn có cảm tình với Sony thì Jason khuyên các bạn nên mua cho mình một chiếc Sony A6400 màn hình LED, có thể tự quay vlog được, autofocus cực kỳ tốt. Người xem người ta sẽ không bao giờ thấy được các bạn quay video đó ở trên crop sensor hay là full frame đâu. Còn những bạn đã và đang sử dụng những cái crop camera, ví dụ Sony A6000, 6500, 6300, 6400, và bây giờ các bạn sẵn sàng hay là muốn upgrade để trải nghiệm cái dòng full frame của Sony, thì một chiếc Sony A73 chụp ảnh cực kỳ đẹp, autofocus tốt, quay video rất là đẹp luôn. Mua cũ lại nó càng tốt. Với vài triệu tiết kiệm đó, các bạn có thể đầu tư vào những cái con lens ngon hơn để mà trải nghiệm, hoặc đầu tư cho mình một con Sony A6400, cầm con này đi chụp professional luôn cho Jason. Khách hàng của các bạn thợ chụp hình chuyên nghiệp gì mà cầm con camera có chút xíu vậy? Đừng có nói gì hết, chị hãy chờ hình của em đi rồi chúng ta nói chuyện. Bây giờ Jason sẽ nói về action camera. Jason đã sử dụng con GoPro 7 này 3 năm nay
và đến thời điểm hiện tại bây giờ, Jason vẫn tiếp tục sử dụng và chưa tìm thấy lý do để mà nâng cấp lên GoPro 8 hay là GoPro 9 là còn mê nhất. Con GoPro 7 này giảm rung quá tốt, quay được video 4K. Nếu như mà các bạn để ý 4-5 cái video gần đây ở trên kênh YouTube của Jason, Jason mới thật sự xuất cái file ra 4K thôi. Từ năm 2020 trở về trước, Jason được upload dưới độ phân giải là 1080. Nhưng mà bản thân các bạn cũng chưa bao giờ bình luận hay là đặt câu hỏi với Jason là sao cái video của anh xuất có 1080 vậy, hay là video của Jason không phải là 4K vậy. Thì cái vấn đề mà Jason đang nói ở đây là một con camera như thế này, rẻ tiền như thế này, có thể làm được, cung cấp được những cái chất lượng nhiều hơn những thứ mà bạn cần. Tóm lại, mà Jason đang cố giải thích và chia sẻ với các bạn ở trong video này, đó là chọn cho mình một con camera làm đủ cho những gì mình cần. Đừng chọn những con camera mắc tiền. Số tiền các bạn bỏ ra dư đó, hãy đầu tư vào cái lens, hãy đầu tư vào những cái thiết bị khác, lighting hay là microphone, để cho chất lượng audio tốt hơn nè, chất lượng ánh sáng ở trong video tốt hơn nè. Thì tất cả những cái đó gom lại chung với nhau mới tạo ra được một cái video xịn sò được. Lighting rất là quan trọng ở trong photography. Tất nhiên ở trong photography thì các bạn không cần sử dụng microphone. Thì cả ba chiếc camera mà Jason đang có ở đây, thực sự mà nói, nó đều cung cấp những cái chất lượng video hay là chất lượng hình ảnh nhiều hơn những thứ mà những công việc hiện tại bây giờ Jason đang làm. Tại sao Jason lại mang GoPro vào trong cái set này, vào trong cái video này? Nếu các bạn có theo dõi thì Jason quay rất là nhiều cái vlog, nhiều cái video ở trên kênh YouTube này với lại GoPro mà, hay thậm chí là một chiếc iPhone của Jason. Các bạn cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi cho Jason video này anh quay bằng GoPro chất lượng kém quá, Jason là một người sống minimal, chỉ sử dụng những thứ cần thiết cho bản thân của mình, những cái mà mình thực sự cần, chứ đừng mua dư. Các bạn hoàn toàn có thể tạo ra những video đẹp, video xịn sò, đặc sắc, sáng tạo với một chiếc GoPro như thế này. Jason recommend các bạn nên mua lại những con GoPro 7. Đừng mua GoPro của những anh đua xe nha. Mấy ảnh chạy té lên té xuống, rồi mấy ảnh không có biết cái cách chăm sóc camera, đập qua đập lại, va chạm rất là nhiều. Chốt lại một câu về cái vấn đề cái cách lựa chọn camera cho mình, Sony A73 cho những bạn nào đã và đang sử dụng crop sensor và đang muốn upgrade lên dòng full frame để trải nghiệm. Sony A6400 crop sensor cho những bạn nào mới bắt đầu, hay là cái số tiền hiện tại bây giờ các bạn đang có chỉ có thể mua được Sony A6400 thôi. Action camera GoPro cho những bạn nào mới bắt đầu quay vlog, những cái dạng video di chuyển action đồ nhiều, các bạn có thể gắn nó ở tất cả mọi nơi. Đây là ba chiếc camera mà Jason highly recommend các bạn, và chính xác là ba chiếc camera mà hiện tại bây giờ Jason vẫn đang sử dụng. Bây giờ Jason đang sử dụng thêm một con Sony A7S3 nữa, nhưng nó ở một cái vấn đề khác. Jason sẽ làm một video khác chia sẻ với các bạn lý do tại sao Jason chọn Sony A7S3 mà không phải là Sony A1. Hồi nãy giờ các bạn có thấy thì Jason tháo lên tháo xuống cái con GoPro này ở trên một cái tripod, mini tripod. Thì đây, sẵn tiện Jason cũng sẽ giới thiệu với các bạn, chia sẻ với các bạn về một vài cái thiết bị mới mà công ty Ulanzi vừa gửi cho Jason để mà trải nghiệm. Một cái hệ thống quick release rất là nhanh, gọn lẹ và cực kỳ nhỏ. Đây là cái plate của nó, đây là một cái hệ thống Manfrotto, và đây là Hummingbird plate. Ok, những bạn nào đã làm trong nghề thì khi mà Jason nói về cái hệ thống quick release thì các bạn cũng đã hiểu quick release là cái gì. Quick là nhanh, release là tháo ra. Sử dụng những cái plate như thế này gắn ở dưới đít camera của các bạn để mà các bạn có thể dễ dàng gắn vô hoặc dễ dàng tháo ra. Đặc sắc nhất vẫn là Manfrotto, đã có trên thị trường từ rất rất là lâu rồi. Và đôi khi chúng ta sẽ sử dụng cái Orca Switch. Hummingbird là một cái hệ thống quick release mới công ty Ulanzi họ vừa sáng tạo ra. Nó cực kỳ nhỏ, cái play của Manfrotto là nó phải to ít nhất như thế này. Cái play của Hummingbird nó chỉ nhỏ như thế này thôi. Khi các bạn gắn nó vào nó cũng khá là đơn giản. Gài lại, khi mà các bạn đã attach cái play vào trong cái quick release rồi thì nó dính rất là chặt, nó không hề di chuyển gì hết. Các bạn muốn tháo ra có một cái nút ở đây, bấm vào cái nút này và giật nó ra thôi. Sau vài ngày trải nghiệm, Jason có những điểm rất là thích. Cái điểm thích nhất vẫn là nhỏ gọn và cái cách mà nó gắn vào nó rất là dễ, rất là đơn giản, rất là nhỏ luôn. Nếu các bạn muốn gắn vào những GoPro nè, hay là Jason gắn nó ở tất cả mọi nơi, nó nhỏ quá, Jason cầm cả cái setup các bạn nhiều khi còn không thấy được cái sự tồn tại của một cái quick release nó nằm ở dưới đây. Cái Manfrotto quick release thì nó sẽ to như thế này và các bạn sẽ khó khăn trong cái việc mà cất cái camera của các bạn vào trong cái ba lô. Jason có một cái ball head, đây cũng là một cái hệ thống Hummingbird. Đây là cái tripod mà Jason sử dụng cho GoPro, làm bằng nhựa, cũng khá là ok. Jason không thể nào sử dụng nguyên cái setup A73 của Jason lên trên cái tripod này được, bởi vì cái tripod này nó không đủ cứng. Nhưng mà Jason có thể sử dụng nó cho cái Sony A6400 của Jason cầm để mà vlog như thế này.
banh ba cái chân nó ra và đặt xuống mặt bàn với một cái lens nhỏ gọn như thế này thôi nhé. Đây là một cái lens 10-18 hoặc là Jason có thể sử dụng cho cái GoPro của Jason, có thể kéo giãn nó ra, gặp nó lại một chút xíu và nói chuyện như thế này, vlogging, nói chuyện với lại cái camera, sử dụng GoPro, thu ngắn nó lại, cất nó vào trong ba lô. Khi mà Jason không muốn sử dụng tripod nữa, nếu Jason là dân tổ thì Jason có thể set up những cái chest mount hay là một cái head mount như thế này. Ở đây Jason đang sử dụng một cái quick release, chỉ cần gắn nó vào rất là nhanh gọn lẹ, Jason sẽ có được những cái POV. Jason có thể bẻ nó lên đây như thế này hoặc là cúi xuống cho những cái shot mà Jason phải open box. Mình có rất là nhiều option để mình sử dụng. Đây là một cái nano rail. Sau khi mà Jason gắn cái này lên thì Jason có thể gắn một cái play ở dưới cái màn hình của Jason, gài nó vào trong cái camera. Cái cục này rất là hay nha, không những các bạn có thể ngã tới ngã lui mà các bạn có thể xoay được luôn đó, xoay về cái hướng của Jason, quay như thế này, sử dụng monitor gắn cái GoPro của Jason lên trên đây. Và ngay bây giờ Jason có được hai cái camera là quay những cái BTS và Jason sẽ gắn cả hai cái camera này lên trên cái A73 luôn. Cái hệ thống này nó đủ cứng để mà Jason có thể gắn cả ba cái camera lên như thế này. Các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian khi quay với một cái setup cả ba camera như thế này. Ở dưới đây chúng ta có một cái tele lens, ở trên đây chúng ta có một cái medium shot, ở trên đây chúng ta có một cái wide shot và đây là một cái play khác. Nó cũng giống như cái này thôi nhưng mà nó sẽ dài. Các bạn có biết cái kiểu là các bạn hay sử dụng đồng tiền để mà xoay vặn những cái con ốc 1/4 hay là 3/4 đổ dưới đây không? Nó có 500 ở dưới đây, các bạn chỉ cần snap nó into play. Cả cái play nó chỉ mỏng, nhỏ gọn như thế này thôi. Jason có thể sử dụng cái nano rail này để mà gắn vào bên hông cái gimbal Zhiyun Grand 2S. Jason sẽ gắn cái play này vào bên hông cái monitor, cái màn hình của Jason. Sử dụng cái nano rail này, mỗi lần mà Jason muốn setup nó lên trên cái gimbal của Jason, Jason chỉ cần snap. Xài xong tháo ra hoặc có thể gắn nó lên trên camera luôn. Ngoài ra họ có gửi Jason một cái mini LED light RGB, nó nhỏ gọn và tiện lợi, nó có cả RGB nữa và cái độ sáng của nó cũng khá là sáng. Với cái đế chân như thế này các bạn có thể gắn nó ở tất cả những cái setup của các bạn. Nó có 500 ở cái mặt sau cho nên các bạn có thể dễ dàng hít nó lên ở những cái bề mặt kim loại, bề mặt sắt. Nó là RGB, các bạn có thể setup nó qua tất cả những cái màu nào mà các bạn muốn. Nó có cả những cái effect, những cái hiệu ứng. Đây là sấm sét. Ok, bây giờ chúng ta chuyển qua cái fire, lửa cháy, xe cấp cứu, xe cảnh sát. Nói chung rất là nhiều cái hiệu ứng ở trong đây. Jason sẽ không thay đổi cái setting của cái camera hiện tại bây giờ nhé. Jason sẽ tắt cái main light của Jason đi và chỉ sử dụng cái đèn ở maximum 100% độ sáng để xem nó có đủ sáng. Hello, super bright, siêu sáng luôn. Headlight, backlight, main light. Cảm ơn công ty Ulansey đã gửi cho Jason cái bộ sản phẩm này và cả cái đèn mini LED RGB light ngay chỗ này nữa, rất là xịn sò. Jason rất là thích cái chức năng có 500 của nó và cái độ sáng của nó cực kỳ sáng. Đường link để mà mua tất cả những cái sản phẩm này Jason sẽ bỏ dưới phần description. Jason hy vọng là cái video ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có được một cái sự lựa chọn quyết đoán trong việc chọn camera của mình. Những bạn nào đang sử dụng crop sensor muốn upgrade lên full frame thì mua thẳng Sony A73, mua cũ lại càng tốt. Những bạn nào mới bắt đầu với công việc hay là mới bắt đầu tập tành, mua Sony A6400 đi review nhà hàng đồ này nọ thì các bạn chỉ cần mua một chiếc GoPro như thế này. Jason nói thật, một chiếc GoPro là đã đủ rồi. Các bạn có thể quay được rất là nhiều shot quay mà thậm chí những chiếc camera to như thế này không quay được nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy hay, ấn like bên dưới, đừng quên subscribe hay là đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Jason nhé. Và Jason sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace. Ấn like bên dưới, đừng quên subscribe hay là đăng ký kênh để tham dự. Oh my god, tham dự cái gì? Đợi.